Rồi, xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay ngày 25 tháng 7, em lại tiếp tục lên cho các bác giờ máy dàn và cục giấy mã và loa các bác nhá. Cụ thể là có 3 bộ dàn, 5 cục giấy mã và 6 đôi loa nhá. Hôm nay em sẽ giảm giá cho các bác lựa về chơi nhá. Rồi, em sẽ đi chi tiết. Đây là một bộ dàn rất là VIP của hãng Đàn Ông nhá, M37. Mặt phay cực kỳ, mặt phay rất là đẹp luôn, chạy full chức năng nhá. Dòng này nghe rất là hay luôn. Loa thì loa màng lõm này, loa gỗ gỗ lạng. 240W một cặp nhá. Loa này thì có vết chảy xíu đây. Bên này có một vết chảy này. Đó. Em sẽ giảm giá cho các bác. Tiếng rất là hay luôn nha. Cái này thì có USB này, có chỉnh bắt chép trên máy luôn này. Đó. Đầy đủ chức năng. Cái dòng này các bác cứ xem trên mạng, trên Google. Tiếng rất là hay luôn. Đây. Nhìn cái chạm này, đây đây. Nhìn các bác nhìn cái chạm này là biết là hàng VIP rồi. Nó tới 120W một cái, 240W cặp nhé. Toàn là chạm bút thuế hết nhé. Có cổng cắm điện thoại đầy đủ. Bộ này em bán 3,7 triệu các bác nhé. Bất qua có lên mà có bác chốt mà bác không lấy. Hôm nay là bán lại. Đây bán giảm giá luôn, 3,7 triệu. Những bộ này mà nó không bị chày này này. Không bị chày vậy em bán trên 4 triệu 2 đến 4 triệu rưỡi các bác nhé. Bởi vì các shop khác cũng bán giá rất là cao luôn. Hôm nay em bán giá này gần như là giá 3,7 triệu. Rất là khó có thể mua được cái bộ dàn M37 như vậy nhé. Bác nào có nhu cầu cứ alo cho em. Chất lượng rất là tốt. Đây. Màng lõm này. Lưới đầy đủ các bác nhé. 3,7 triệu nhá. Bộ này 3,7 triệu. Rồi. Đây là một bộ dàn Bühner MH50. Cái bộ này thì về thì CD nó là không đọc. CD nó không đọc nhá, nó chỉ có đấy nó nào nó có cái running này chứ không, nó không đọc nhá. Cái UB thì em thấy nó đọc mà nó không ra tiếng, còn xài máy tính, xài điện thoại ok nhá, ra tiếng ok nhá. Cái loa, cặp loa này 100W một cái. 200W một cặp. Rất là VIP luôn. Hàng này nếu mà chạy full chức năng là khoảng 3,5 triệu á. Hôm nay em xả cho các bác về chơi cắm chơi điện thoại máy tính nhá. Cắm điện thoại máy tính ra tiếng ok nhá. Đó. Đây này. Có đốc iPhone, iPod trên này. Đấy. Audio in này, những cái cổng này là hát ok nhá. Loa rất là chất luôn. Loa này chất lắm. Loa nặng. Hôm nay em xả luôn 1,8 triệu nhá. Chỉ bằng một nửa giá chạy full chức năng thôi. CD không đọc nhá. Xài cắm TV với cả máy tính điện thoại ok nhá. 1,8 triệu. Xả dưới giá mua vào luôn. Có lưới đầy đủ nhá. Loa 200W cặp HP HM50 MH50 nhé. Rất là VIP luôn. Rồi. Tiếp sang đây một cái bộ dàn. Bộ dàn này thì bữa hôm có bác hỏi mà về thì alo mà em quên số điện thoại rồi. Cho nên là hôm nay em lên cái bộ này thì mới về thôi nhá. Mới về chiều nay. Bộ này là bộ K700. Đấy. K700 bữa em cũng báo có bán này. Bộ này rất là VIP nhá. Riêng cái mặt này là mặt phay nhôm rất là dày luôn. Con này rất là đây là chạy CD các bác nhá. Chỉnh bắt chép đầy đủ này.
đây. Loa K701 nhá, loa chuẩn dàn theo dàn luôn. Loa này 80W một người một cái nhá. Đấy. Cảm mũ chuối đầy đủ nhá. Con này giải mã tivi rất là tốt nhá. Con chuẩn chỉnh luôn. CD được tốt nhá. OX ok, giải mã ok. K700 các bác nhá. Loa 7K, loa 701. Loa chất luôn. Loa 160W cặp. Đỉnh mặt chép đấy. Loa này có lưới đầy đủ nhá, có lưới là lưới hơi bẩn em chưa giặt đi. Cái bộ này em bán với giá 3,3 triệu các bác nhá. Bữa trước thường may bán 3,5 triệu, bữa nay bán 3,3 triệu. Đây là những cổng, đây là cổng titan in. Cái dòng này mặt còn đẹp nhá, mặt sáng lắm, mặt còn đẹp lắm. Đấy, em cắm sang cái này là giải mã này. Phía trên nắp thì nó có tí chày đây. Loa còn ok lắm nghe bác nhé, loa gấu rất là nặng luôn. 3,3 triệu bác nhé. Rồi sang đây cục giải mã. Rồi cục này em ghi số 1 này, cục số 1. Cục số 1 này thì CD không đọc nhé. Giải mã ok, có USB chạy ok nhé, mặt sáng đẹp. Cục này em bán với giá 1 triệu nhé, 1 triệu luôn. Cái mã số này. Bây giờ hình như em có đúng một cục có USB này, còn một cục duy nhất thôi. Hết rồi. 1922, bữa hôm con bác có hỏi bảo chụp hình cho mà em lười quá chẳng chụp. Đấy, bác nào có nhu cầu còn duy nhất một cục thôi nhé. Rồi tiếp tục sang đây. Cục số 1 này, cục số 2 này. Hai CD nó cũng không đọc. Dòng này chắc chắn nếu lau mắt thì chắc chắn sẽ đọc thôi. N7. Cục này giải mã ok, đầy đủ chức năng luôn. À, mỗi CD không đọc thôi. Cục này thì em cũng bán với giá 1 triệu các nhá. Giải mã đầy đủ luôn. Mã số nó là 6277 triệu nhá. Cục số 3. Số 3 thì dòng DVD CD nó cũng đọc không đọc nhé. Đây hôm nay em bán là xin, bởi vì những cái dòng này nếu mà mở ra lau mắt khả năng vẫn đọc những cái dòng này, cái con này, nhưng mà em lười em không làm. Con này giải mã ok nhé, đầy đủ. Con này là dòng 9GX DVD nhé, nó là đầu 9 luôn nhé, 9GX DVD bán 900.000 nhé. Dòng này dòng đầu 9 nhé các bác nhé, 9GX DVD 900.000. Rồi sang bên này. Bên này con số 4 này, số 3 này, số 4 này. Con số 4 này V5. Giải mã ok, CD không đọc nhá. Đây. Mã số nó là 99405. Con này bán 900.000. Đây con này là nếu em quên không đọc. Mã số là con này là con 9KX DVD á, là mã số là 8511. Con này thì nó có chỉ mắt chép trên này nhé. Đó, 900.000. Cái dòng 900.000, còn con này 800.000 này. Con này cũng chạy CD không đọc nhưng giải mã được này, X7 này. Đó, con này 800.000, con số 5 800.000 nhé. Đó, mã số là 0976. Là con này 800.000. Còn hai con đầu tiên 1 triệu, hai con số 3 số 4 là 900.000, còn con số 5 là 800.000 các bác nhé. Rồi sang loa. Loa cũng đánh dấu từ 1 đến 6 nhá. Cặp loa này cặp loa N7XX. Loa còn đẹp nhá, đập xuất sắc luôn ạ. Đoạn này nó bị cái nhựa này nó bị mất một xíu ở đây. Loa đẹp xuất sắc luôn. Mã số nó là 5994. Cặp này đẹp lắm nhá. Lưới đầy đủ. Cặp này hôm nay nó xả 1,2 triệu. Màng lõm nhá, bát 13, 14. Cặp này thường trước là bán 1,5 triệu không ạ. Rồi sang cặp số 2. Cặp số 2 là cái cặp đàn ông 7700. Cặp này thì tín loa rất là đẹp luôn. Nhưng mà phía trên này, loa thùng thì không có bể nở như các bác nhé. Nhưng mà nó bị cái đề can nó bị co đoạn này, hai bên này. Đó.
chảy một xíu đây. Loa nước còn đẹp nhé. Cặp này thì mã số là 3621, 100W cặp nhé, 7700 đấy. Dòng VIP, dòng này là VIP rồi đấy, 3 đường tiếng. Cái con này trước toàn bán 1,5 triệu, 1,6 triệu, nhưng hôm nay là cái này bác nào về dán cái đề can và định được, hoặc cứ để đấy nghe, bảy về thùng nó không, cái đề can thôi chứ thùng nó không bể vỡ gì đấy nhá. Lưới đây ạ. Cục hôm nay bán xả luôn 1 triệu các bác nhá, 1 triệu đi. 1 triệu nhá. Số 2 1 triệu. Rồi sang số 3 này. Số 3 thì cặp loa này thì bữa hôm nay con đăng lên rồi mà có bác kia chốt mà bác không lấy, hôm nay lại bán lại nhá. Hôm trước là bán 1,1 triệu, hôm nay bán 1 triệu nhá. Có lưới. Cặp này cặp ME33 còn đẹp lắm nhá. Đấy, thùng bách này. 6376. 100W cặp nhá. 1 triệu. Rồi sang đây cặp S9GX nhá. Có lưới đây, lưới này có chỗ rách này. Loa này thì nó bị chảy ở phía này này. Loa này là dòng thùng lớn các bác nhá. Đây mã số này, con này bác đi Japan luôn ạ. Mã số nó là 3989. Con này bán 1 triệu các bác nhá. Con này thùng lớn đời S9 này. Cái này dơ đây, bẩn đây, chứ không phải có chảy chỗ này thôi này. Số 4, 1 triệu. Rồi sang hai con S7A này, SX7A này, hai con giống nhau nhé. Đẹp tương đương nhau, dòng này là dòng dễ ghép âm ly nhất này. Mấy cái dòng này 5 ohm. Mã số là 3967 là cái con số 5. Còn mã số con số 6 đó là 1441. Hai con này bán 800 ngàn một con nhé. Này xả, bữa trước toàn bán 1 triệu thôi, hôm nay bán 800 ngàn. Thùng gỗ rất là đẹp luôn nhé, tiếng con này hay cực kỳ luôn, sáng chỗ thùng hơi phía trước đấy. Và rồi em giới thiệu cho bác một số loa cục giải mã, em giới thiệu nhanh thôi. 2-3 bộ dàn, nó có 2 bộ dàn VIP này. Một bộ dàn này nó có CD không đọc thôi, ôi ok mà cũng là dàn VIP thôi, nhưng mà xả cho các bác chơi nhé. Đặc biệt có bộ dàn này mới về là rất là VIP luôn. Bộ này giải mã đẹp hay cực kỳ luôn nhé, mà bộ nó cũng đẹp. Loa chất, đấy, hai bộ trên này nhìn để rất là nghe rất là thích tai luôn. Rồi bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Rồi bên em á thì cứ cọc sẽ đi hàng, như cọc bên hai bên mua phải chịu ship các bác nhé. Bác nào cứ nghiên cứu kỹ rồi alo cho em nhé. Rồi chào tất cả các bác.